Vâng, em toàn thắng đại diện cho shop hàng Nhật. Hôm nay đầu xuân năm mới 2023 thì cũng kính chúc toàn thể đại gia đình mình mạnh khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng, kiếm nhiều tiền, sức khỏe dồi dào. Thì hôm nay em lại lên sóng giới thiệu cho các bác nào mà muốn có cái chiếc tủ lạnh đẹp mang về đựng Tết vào dịp xuân tới đây, thì liên hệ với em. Em lên sóng cho các bác đây một sản phẩm tủ lạnh đây các bác nhé. Đây em quay ngoại thất trước cho các bác. Đấy, ngoại thất trước này. Tủ cực kỳ đẹp. Một con tủ mặt phay nhôm màu vàng cát, 5 cánh. Hiệu Panasonic. Có Ecolavi tiết kiệm điện, cảm biến người thông minh sử dụng. Và các phím hiển thị chìm dưới trên màn hình điều khiển, biểu hiện bằng 3 phím. Mặt thiết kế rất sang trọng. Một trong những mẫu tủ được tích hợp công năng cao cấp và hiện đại tiên tiến nhất của hãng Panasonic vào thời điểm hiện tại các bác nhé. Đấy, một tủ lạnh Panasonic. Em quay ngoại thất bên ngoài cho các bác. Cái này thì là tem từ thôi, tem từ của bên Nhật đấy. Nó vứt vào nó dính mà. Thì sản phẩm này là sản phẩm 435 lít có AG Clear cộng khử khuẩn, đá rơi tự động, cảm biến từng ngăn. Có các ngăn riêng biệt tất cả các loại rau củ quả mà ngăn đông, không nhiễm chéo thực phẩm. Cái điều quan trọng nhất là không nhiễm chéo thực phẩm các bác nhé. Đấy, sản phẩm AG Clear cộng. Đây em quay nội thất bên trong. Nội thất thì đủ đồ các bác nhé. Đấy, nội thất đủ đồ. Phét đinh làm lạnh nhanh này, ngăn chứa ngăn đông chính và ngăn rau củ quả. Sản phẩm tích hợp khá là đẹp. Thì cũng tất như tất cả các sản phẩm như em lên sóng thì em báo giá công khai, không mập mờ gì bất kỳ ai các bác nhé. Bác nào mà có ưng cái sản phẩm này nhấc máy điện thoại alo cho em 0972919190. Nhà em đang bán trước tủ lạnh này là 13 triệu các bác nhé, 13 triệu. Bác nào lấy nguồn, lấy bảo hành thì cộng thêm vào. Còn đâu vận chuyển bán kính gần thì em sẽ ship miễn phí cho các bác. Nếu bác nào mà không lấy bảo hành thì em cũng... Con này là 13 triệu em bán chưa bảo hành, chưa nguồn các bác nhé. Bác nào lấy thì em cộng phí bảo hành, phí nguồn. Nếu mà không lấy bảo hành thì em cũng vẫn bảo hành cho các bác một tháng cho các bác chạy cho yên tâm, chứ không phải một tuần làm gì nữa. Vì tủ Nhật này nhà em bán nhiều, em biết tủ Nhật này rất là tốt bền đấy, nhưng các bác cẩn thận thì cứ lấy gói bảo hành. Còn nếu bác làm đã dùng quen đồ Nhật rồi, em tâm sự thật là cũng không cần gói bảo hành đấy. Bác nào quan tâm những sản phẩm tủ lạnh đẹp này thì nhấc máy alo cho em. Bác nào xem kênh lần đầu tiên thì cho em xin một nút like, nút kênh đăng ký màu đỏ để ủng hộ kênh, để nhằm nâng cao các sản phẩm mà phục vụ các bác được nhiều hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi những cái video của shop nhà em. Shop nhà em có địa chỉ tại Khói Châu, Hưng Yên các bác nhé. Gần các bác có thể qua trực tiếp lựa hàng.